Thưa quý vị, một người đặc biệt với công việc ban ngày làm công nhân dọn vệ sinh môi trường, tối thì làm ca sĩ. Đó chính là công việc về niềm đam mê của chị Tô Thị Sự, 36 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Với thân hình gầy ốm cùng với những vết sẹo chằng chịt do bị phỏng và sau sự cố nổ bình ga khi mới 21 tuổi, tưởng chừng như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nay thì chị Sự đã tự tin rất nhiều và có thể đứng trên sân khấu để chuyển giọng hát ngọt ngào trong trẻo của mình đến với khán giả, đồng thời kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chị Tô Thị Sự sẽ đặt khách mời trong Việt Nam ngày mới sáng nay. Đều đặn mỗi sáng, chị Tô Thị Sự cùng chồng chạy xe ba gác nhỏ từ huyện Nhà Bè đến một chung cư ở quận 4 để gom rác. Công việc gom rác cho hàng trăm hộ dân ở chung cư khá vất vả. Ngoài việc phải thức dậy từ hơn 3 giờ sáng mỗi ngày, chị Sự phải leo cầu thang lên xuống nhiều lần. Tối đến, chị làm ca sĩ phòng trà để thỏa niềm đam mê. Nhân viên môi trường là công việc hàng ngày, thì đó là cuộc sống mưu sinh để nuôi gia đình tôi con. Tôi còn việc đi hát là đam mê. Thời gian thì cũng vì đam mê quá nên là cũng cố gắng sắp xếp công việc và cải thiện. Nhưng mà về vấn đề sức khỏe thì cũng bị hạn chế. Người phụ nữ gầy ốm với những vết sẹo chằng chịt do bị phỏng sau sự cố nổ bình ga khi mới 21 tuổi, tưởng chừng như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nay chị đã tự tin hơn rất nhiều. Với sự chia sẻ của người chồng đồng cảnh ngộ, chị Sự đã bỏ hết tự ti, mặc cảm và bước lên sân khấu để chuyển tiếng hát của mình đến với khán giả. Đầu quá thì cũng không ủng hộ đâu. Tôi vừa thấy bà xã đi làm về cực quá đó, giờ còn phải đi hát về 1-2 giờ sáng không nè. Lúc đầu thì cũng cản, nhưng mà thấy bà xã đam mê quá thôi, ủng hộ bà xã. Nữ lao công hy vọng đam mê ca hát và công việc gom rác sẽ mang đến thu nhập ổn định cho gia đình. Chị ước có tiền mua được một ngôi nhà và thực hiện ước mơ về thăm mẹ già sau nhiều năm xa cách. Nga Quỳnh gửi lời chào ngày mới đến tất cả quý vị của Việt Nam ngày mới. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Nga Quỳnh đã dậy rất là sớm và đến đây để gặp nhân vật khách mời của chúng ta là chị Sự. Với công việc của chị thì phải thức dậy sớm, cho nên là Nga Quỳnh đến đây gặp chị vào đầu ngày mới và chắc chắn là sẽ mang lại cho quý vị một câu chuyện rất rất truyền cảm hứng. Với một trái tim dũng cảm và ý chí kiên cường thì chị Sự đã có thể trải qua được những thử thách của cuộc sống để ngày hôm nay chị có thể tự tin làm được những điều mà mình mong muốn. Mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với chị quý vị nha. Nga Quỳnh xin chào chị Sự ạ. Lời đầu tiên cho phép tôi sự gửi lời mến chào đến MC Nga Quỳnh và xin chào quý khán giả Việt Nam ngày mới. Chị Sự thân mến, sáng ngày hôm nay thì Nga Quỳnh đến gặp chị cũng khá là sớm, để không biết là mở đầu ngày mới của chị sẽ bắt đầu từ lúc mấy giờ và sau đó thì mình sẽ có những công việc gì ạ? Thường buổi sáng thì tôi sự đi làm nhân viên môi trường, thì đi thu gom rác. Xong một buổi sáng là tôi trở về nhà lo buổi trưa cho công việc cho gia đình con cái, rồi buổi tối thì tôi sự lại tranh thủ đi hát. Dạ, mình kể thì mình thấy nó đơn giản như vậy thôi, chứ thật sự ra là cũng mỗi công việc nó sẽ chiếm khá thời gian trong ngày của mình. Vậy thì chị sắp xếp thời gian như thế nào để hợp lý nhất? Nói chung là công việc thì cũng khá là vất vả, nhưng mà công việc chỉ làm buổi sáng thôi, nên là buổi tối vì đam mê quá nên cũng cố gắng sắp xếp công việc. Ngày hôm nay khi mà ngồi đây mình nhớ lại biến cố của ngày xưa thì không biết chị còn cảm giác nó như thế nào, và cái lúc đó thì chị đã vượt qua những thử thách trong cuộc sống ra làm sao để có một Tô Sự rất là tuyệt vời ngày hôm nay ạ? Đó là một ký ức gọi là khá là tồi tệ. Cái thời điểm mà Tô Sự bị tai nạn thì hầu như là tôi sự đã bị sụp đổ hoàn toàn, mọi ước mơ và cái tia hy vọng cũng không còn nữa. Nhưng mà sau đó trong quá trình hồi phục sức khỏe thì được các bạn bè này, rồi anh chị em gia đình, nhất là gia đình đã động viên rất là nhiều, nên là sự đã cố gắng và nỗ lực được tới ngày hôm nay. Không biết rằng là cái lúc đó biến cố xảy ra như thế nào và
Trong cái khoảng thời gian đó thì chị đang làm công việc gì ạ? Thời điểm đó là tôi sự làm công nhân, làm ở Đồng Nai á. Thì tôi chỉ còn nhớ là đi làm 3 ca. Cái bữa đó làm ca 2 về, ca 2 thì 10 giờ đêm là về nhà. Thì khuya rồi thì cũng không có nấu ăn nữa nên là nấu tạm gói mì. Mì để ăn, để đi ngủ. Thì có thể là do tôi sự quên gạt cái cần ga đó. Nên là nó ga nó xì thì lúc mà tôi sự đang ngủ thì nghe cái mùi rất là hôi. Tôi sự tỉnh dậy và tính là mở quạt với mở đèn để cho nó bay bớt cái mùi hôi á. Không có nghĩ là mở cửa. Lúc mà tôi sự vừa bật đèn và bật quạt lên thì nó bật nổ luôn. Là tôi sự bị cháy trong phòng. Chia sẻ với câu chuyện của chị Sự. Tuy nhiên thì từ câu chuyện đó mình mới cảm thấy rằng là mình đã trưởng thành, lớn lên và cũng như là vững vàng hơn từ những nỗi đau, và mình biến nỗi đau thành những động lực để có một tô sự ngày hôm nay. Với âm nhạc của mình thì câu chuyện này bắt nguồn như thế nào ạ? Tô sự thì sinh ra trong một gia đình là đam mê âm nhạc. Vì gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn á, không có điều kiện để mà để tiếp xúc được với âm nhạc. Thì lúc mà tôi sự lớn lên 16 tuổi là đã theo các bạn vào miền Nam để cũng muốn theo đuổi cái ước mơ của mình. Sau đó chưa được bao lâu thì sự bị biến cố. Nhờ cái sự nỗ lực và cái niềm đam mê mãnh liệt của sự á, nó có sẵn ở trong máu, với lại cũng có được nhiều các anh chị em bạn bè yêu thương và động viên, cho nên là tôi sự vẫn quyết định liều. Thì đó cũng là một khởi đầu của cái duyên để sự đi hát luôn. Dự định của mình trong thời gian sắp tới là gì ạ? Chị có thể chia sẻ một chút xíu những kế hoạch tương lai với khán giả không? Tôi sự cũng đang rất là nỗ lực để theo đuổi cái đam mê của mình. Đó là cũng là gọi là ước mơ từ nhỏ của tôi sự. Tôi sự rất là mong là sẽ có được những cái thành tựu trên cái con đường đam mê của sự, được khán giả yêu thương nhiều hơn và đón nhận. Cảm ơn chị Tô Sự rất nhiều ạ. Và bây giờ thì chúng ta đã đến hồi kết của cuộc trò chuyện này rồi. Chắc là chị cũng muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đúng không ạ? Mời chị ạ. Tô Sự cảm ơn MC Nga Quỳnh rất là nhiều. Và cảm ơn chân thành đến quý khán giả. Thưa quý vị, và đó cũng chính là lời chào kết cho buổi trò chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay của Nga Quỳnh và chị Tô Sự. Mong rằng sẽ giúp cho đầu ngày mới của quý vị tràn đầy hứng khởi. Còn bây giờ thì Nga Quỳnh mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những thông tin khác trong Việt Nam ngày mới sáng nay.